chút kêu cho bốn tấn đồ, bốn tấn gạo cua các loại để chia sẻ cho mấy biết bớt biết còn. Cảm ơn gia đình chị Trúc, chị Kiều đã chia sẻ yêu thương trong mùa dịch tới giờ mấy chục tấn nữa, chỉ là mấy chục tấn, mấy chục tấn nữa. Cảm ơn chị Trúc, chị Kiều, bà con cô bác ai đi chợ cũng làm. Chị Kiều chúc bán sĩ có mua mua ủng hộ giùm chị A Di Đà Phật. Cảm ơn gia đình chị Trúc, chị Kiều.